Núi Kailash là ngọn núi đầu tiên trong bốn ngọn núi thánh ở Tây Tạng, cao 6.714 m, được coi là vũ trụ tâm linh của bốn nền tôn giáo gồm Bon, hay còn gọi là Bôn giáo, tôn giáo bản địa của người Tây Tạng, Ấn Độ giáo, Kỳ Na giáo và Phật giáo. Núi Kailash này nằm ở quận Ulan, Tây Tạng, Trung Quốc, trông giống như một kim tự tháp và được bao phủ bởi ánh sáng quanh năm. Ngọn núi linh thiêng này từ xa xưa đã là nơi những người hành hương và thám hiểm mong muốn đến được, nhưng vẫn chưa có ai leo lên đến đỉnh. Trong Ấn Độ giáo, núi Kailash được coi là nơi ở của thần Shiva. Phật giáo lại cho rằng Đức Phật từng sống ở đây. Thực tế, núi Kailash cách thủ phủ Hasa của Tây Tạng hơn 1.000 km về hướng Tây, là một ngọn núi đá cuội kết màu đỏ đẹp tráng lệ, sừng sững giữa những dãy núi bao quanh. Không chỉ vậy, nhiều sự kiện bí ẩn khác nhau thường xuyên xảy ra trên ngọn núi này, thậm chí có người còn nói rằng núi Kailash có thể là trung tâm của trái đất. Những bí mật ẩn chứa trong đó có thể làm sáng tỏ những bí ẩn của vũ trụ. Nơi đây được mệnh danh là núi thiêng, không chỉ bởi vẻ đẹp, sự linh thiêng mà còn bởi nơi đây ẩn chứa nhiều hiện tượng kỳ bí, kỳ lạ. Đáng chú ý nhất là những con số bí ẩn trên núi Kailash. Những con số này có mối liên hệ đáng ngạc nhiên với di tích của các nền văn minh cổ đại như kim tự tháp, Stonehenge. Thậm chí có người cho rằng những con số này ám chỉ núi Kailash có sức mạnh bóp méo thời gian và không gian. Điều này có thực sự đúng không? Hay chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên? Núi Kailash cũng được coi là trung tâm thế giới trong lòng những tín đồ của các tôn giáo như Phật giáo, Bôn giáo, Ấn Độ giáo và Kỳ Na giáo. Đây cũng được coi là thánh địa không thể tùy tiện xâm phạm. Núi Kailash còn được gọi là kho báu của tuyết trong tiếng Tây Tạng, và nó có nghĩa là pha lê trong tiếng Phạn cổ. Cùng với núi tuyết Meili, núi Animakking và Ganduzu, chúng được gọi là bốn ngọn núi linh thiêng của Phật giáo Tây Tạng. Kailash là ngọn núi linh thiêng của nhiều tôn giáo, nơi sinh ra nhiều dòng sông. Những tôn giáo coi Kailash là ngọn núi thiêng đều tin rằng có những vị thần trong tôn giáo của họ đang ở đây, nên ngọn núi này còn được mệnh danh là vua của những ngọn núi linh thiêng. Nằm cạnh vùng thượng nguồn của con sông Ấn, đỉnh Kailash thuộc dãy núi cùng tên ở cao nguyên Tây Tạng, vẫn chưa có bước chân của con người đặt lên. Theo các nhà địa lý, độ cao của núi Kailash sẽ thay đổi theo từng năm, nhưng trung bình là 6.666 m. Khoảng cách từ Stonehenge đến núi Kailash là 6.666 km. Tuy nhiên, Kailash cũng cách Bắc Cực với khoảng cách tương tự 6.666 km. Đồng thời, khoảng cách từ Kailash đến Nam Cực chính xác gấp đôi khoảng cách này, 13.332 km. Đây cũng có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng những gì xảy ra tiếp theo có thể không phải là ngẫu nhiên. Trên thế giới có hai kim tự tháp nổi tiếng là kim tự tháp Mexico và kim tự tháp Khufu. Điều khó hiểu là khoảng cách giữa kim tự tháp Mexico và kim tự tháp Khufu chính xác gấp 3 lần khoảng cách kim tự tháp Khufu đến Kailash. Khoảng cách từ Kailash đến đảo Phục Sinh chính xác gấp 3 lần chiều dài của Stonehenge. Thực tế, núi Kailash cách thủ phủ Hasa của Tây Tạng hơn 1.000 km về hướng Tây, là một ngọn núi đá cuội kết màu đỏ đẹp tráng lệ, sừng sững giữa những dãy núi bao quanh. Sau khi quan sát và suy đoán, một số người cho rằng đỉnh núi Kailash thực chất là một kim tự tháp. Họ tin rằng đây là những gì còn sót lại của các nền văn minh cổ đại. Vậy, núi Kailash có thực sự là trung tâm của trái đất? Liệu nó có sức mạnh bóp méo thời gian và không gian? Vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn cho những câu hỏi này, nhưng kinh nghiệm của một số nhà thám hiểm và khách hành hương có thể cung cấp một số manh mối. Năm 1999, một nhóm thám hiểm đến từ Nga đã quyết tâm leo lên đỉnh núi Kailash. Vào thời điểm đó, Kailash chưa chính thức bị cấm leo lên đỉnh, vì vậy họ đã tìm đường lên đỉnh. Trước khi leo lên, người dân địa phương đã cảnh báo những nhà thám hiểm này rằng họ không được đi chệch khỏi con đường được chỉ dẫn, nếu không, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tuy nhiên, các thành viên đoàn thám hiểm đều là những người vô thần và họ quyết định chọn một con đường khác trong quá trình leo núi. Ngọn núi này rất linh thiêng, huyền bí, tuyết phủ quanh năm, có nhiều hoa văn kỳ bí, độc đáo. Kết quả là 4 người trong số họ đã chết trên đường đi. Không chỉ vậy, điều kỳ lạ hơn nữa là theo ký ức của những người sống sót, cơ thể của những nạn nhân đã lão hóa nhanh hơn bình thường rất nhiều, tóc và móng tay mọc điên cuồng, với tốc độ mà họ không thể tưởng tượng nổi, da cũng nhăn nheo và đầy vết nám. Sau khi 4 người lần lượt chết, các thành viên khác trong nhóm cũng trở nên không khỏe, nên cả nhóm phải bỏ cuộc. Nhưng số phận dường như không buông tha cho họ, hầu hết các nhà thám hiểm đều chết vì những căn bệnh không thể giải thích được trong vòng 1 năm. Điều này khiến mọi người càng tin vào bí ẩn của núi Kailash, họ nghĩ rằng ngọn núi sẽ trừng phạt những ai cố gắng đến gần bí mật. Vì lý do này, một số người suy luận rằng ngọn núi thần thánh này phải có một từ trường rất lớn, có thể ảnh hưởng đến trạng thái thể chất và tâm lý của con người. Theo giáo lý Phật giáo Tây Tạng, Shambhala là cõi tịnh độ và an nhiên của Phật tử chúng sinh, là một vương quốc huyền thoại, nơi con người mở rộng trái tim hướng thiện và trí sáng tạo, tìm kiếm tâm linh nhằm soi sáng bước đường tương lai. Tuy nhiên, sức mạnh bí ẩn của núi Kailash còn nhiều hơn thế, cũng có những tin đồn về linh thú và thế giới bên trong trái đất tại nơi đây.
người ta nói rằng có một sinh vật bí ẩn tên là Chiemo sống ở khu vực núi Kailas. Tuy nhiên, rất ít thông tin chính xác về Chiemo được biết đến và những truyền thuyết về nó chỉ được lưu truyền trong khu vực xung quanh Kailas. Ngoài ra, Phật sống Tây Tạng Chizu Rinpoche đã chỉ ra rõ ràng trong các tác phẩm của mình rằng lối vào thế giới bên trong trái đất nằm ở núi Kailas và một Shambhala văn minh cao khác cũng được cất giấu ở đây. Shambhala là một vùng đất được nhắc đến rất nhiều trong các văn tự cổ xưa, trong các văn bản tiếng Phạn có nghĩa là nơi bình yên. Trong kinh điển mật tông của Phật giáo Tây Tạng, núi Kailas được coi là dạng đặc thù của ngọn núi thần tiên ở nhân gian, sở hữu sức mạnh to lớn và huyền bí không kém gì núi Tu Di. Ngày nay ngọn núi này hiện bị cấm leo lên đỉnh, nhưng những bí ẩn chưa có lời giải trên núi vẫn chưa biến mất. Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ vén tấm màn che và tiết lộ sự thật của nó. Có thể núi Kailas thực sự là trung tâm của trái đất hay vũ trụ, có thể nó thực sự có sức mạnh bóp méo thời gian và không gian, có thể nó thực sự là nấc thang lên thiên đường. Có thể tất cả những điều này chỉ là tưởng tượng của con người, nhưng trong mọi trường hợp, núi Kailas vẫn là một ngọn núi kỳ diệu và xinh đẹp. Tôi là Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.